Bé gái 9 tuổi vô cùng nhanh trí, cứu bé trai thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc. Cụ thể, sự việc xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã làm cho cộng đồng mạng một phen thót tim. Clip ghi lại cảnh 4 đứa trẻ đi thang cuốn xuống tầng dưới để mua sắm thì không may giày phải của một bé trai trong nhóm bị mắc kẹt vào thang máy. Thấy tình huống nguy hiểm, bé gái đi cùng đã lao ngay xuống cuối thang và nhấn nút dừng khẩn cấp để cứu bạn, đồng thời hô lớn để nhờ người lớn đến hỗ trợ. Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhân viên trung tâm mua sắm đã nhanh chóng đến hiện trường và báo cho đội cứu hộ đến giúp. Rất may tình huống không quá xấu. Nhưng nếu bé gái này không nhanh trí và chỉ cần bấm nút dừng thang chậm vài giây thì không biết chân của bé trai sẽ như thế nào. Khi đội cứu hộ tới hiện trường, thấy chân của cậu bé bị mắc kẹt trong khe hở bên hông của thang cuốn, nên đội cứu hộ đã cắt giày của cậu bé bằng một con dao nhỏ và kéo. Đồng thời dùng máy cắt thủy lực cạy một bên cửa thang cuốn nhằm lấy chân bé ra dễ dàng hơn. Tuy nhiên vì nó quá cứng nên chân của bé trai không thể nhấc ra thành công. Ít phút sau, đội bảo trì thang cuốn đã đến dùng xà beng để cạy phần cửa của thang cuốn và cậu bé đã được giải cứu thành công. Kết quả bất ngờ là bàn chân phải của bé trai chỉ bị sưng nhẹ. Đây là một sự việc vô cùng nguy hiểm, cho thấy rằng người lớn khi đi chung với trẻ em cần trông nom kỹ để bảo vệ các em tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, việc dạy con khả năng xử lý tình huống trong những lúc khẩn cấp là rất quan trọng, bởi vì nó có thể cứu cả tương lai của một người khác. Bạn cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!